Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Lò của Tổng đốt Đào Ngọc Dung Ngày 3 tháng 4, BBC Tiếng Việt cho hay ông Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật. Theo BBC, trong các ngày 2 và 3 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39 với sự chủ trì của chủ nhiệm Trần Cẩm Tú. Ủy ban này đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016, năm 2016 đến năm 2021 và các ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng bà Phạm Thị Hải Truyền, cựu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, cựu Bí thư Ban cán sự Đảng, cựu Bộ trưởng Ông Huỳnh Văn Tý, cựu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. BBC dẫn thông cáo chính thức từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, các quan chức này bị cáo buộc liên quan đến gói thầu do công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Và đây là hình bài trên BBC. Trước đó vào ngày 8 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã chỉ ra rằng ông Đào Ngọc Dung vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật do liên quan đến sai phạm của AIC. Tuy nhiên chưa có chi tiết cụ thể về sai phạm của ông Đào Ngọc Dung liên quan đến AIC là gì? BBC bình luận, chính trường Việt Nam hiện vẫn đang tiếp tục nóng lên với việc liên tiếp các cán bộ cấp bộ, cấp tỉnh bị xử lý kỷ luật sau cơn địa chấn chính trị khi ông Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm chức chủ tịch nước ngày 21 tháng 3 vừa qua. BBC liệt kê một số trường hợp quan chức cấp cao bị kỷ luật gần đây như trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh, nguyên phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng. BBC nhận định với sự việc của ông Đào Ngọc Dung, có thể thấy các cán bộ xuất thân từ đoàn đang bị kỷ luật khá nhiều. Trường hợp nổi bật nhất là ông Võ Văn Thưởng, cựu bí thư thứ nhất Trung ương đoàn. Ngoài ra, có bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh Ủy Vĩnh Phúc, một cựu ủy viên Trung ương đoàn, đã bị khai trừ đảng, bị khởi tố và tạm giam về tội nhận hối lộ. BBC đánh giá hàng loạt quan chức rất đài vì AIC. Theo đó, hồi tháng 5 năm 2022, Việt Nam ra quyết định truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1969, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt AIC. Và đây là hình ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Theo quyết định truy nã, bà Nhàn bị khởi tố tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. BBC cho biết bà Nhàn được cho là cầm đầu các vụ thông thầu. Hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ Việt Nam là bà Nhàn đang ở đâu. Truyền thông Việt Nam vào tháng 5 năm 2022 nói là bà Nhàn đã bỏ trốn vào ngày 19 tháng 6 năm 2021. Vẫn theo BBC, từ đó đến nay, hàng loạt quan chức và cựu quan chức chính quyền đã bị kỷ luật, thậm chí bị truy tố hình sự liên quan tới AIC. Mới nhất là vào tháng 1 năm 2024, cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chiến, đã bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến công ty AIC. Tính đến tháng 1 năm 2024, đã có 4 cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến công ty AIC. BBC nhận xét, với việc ông Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật và hàng loạt vụ bắt giữ, kỷ luật quan chức liên quan tới các khuyết điểm như vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ trong các vụ việc khác, có thể thấy lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tiếp tục nóng. Giới quan sát nhận định rằng chiến dịch đốt lò sẽ tiếp tục gây cấn ít nhất là từ đây cho tới trước đại hội đảng lần thứ 14 vào đầu năm 2026. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lò của Tổng đốt Đào Ngọc Dung. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về các bản án bất công dành cho các nhà hoạt động Việt Nam. Ngày 2 tháng 4, BBC Tiếng Việt cho hay Bộ Ngoại giao Mỹ án tù cho nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam là bất công. Theo đó, trong tuyên bố được đưa ra vào ngày thứ Hai ngày 1 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ viết rằng Chúng tôi đặc biệt lo ngại về bản án 13 năm tù gần đây của Iraq 3, một tiếng nói ôn hòa vì quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại Việt Nam. Chúng tôi cũng tiếp tục quan ngại về bản án nhiều năm tù đối với Nay Danh Minh Quang, Thạch Cương và Tô Hoàng Trương vì hoạt động ủng hộ nhân quyền của họ tại Việt Nam, trong đó có quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC cho biết vào ngày 28 tháng 3, Tòa án tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Irak Ba, một nhà truyền đạo thuộc hội thánh tinh lành đấng Chris Tây Nguyên. Ông bị tuyên án 13 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Ngày 26 tháng Giêng, ông Nay Ban cũng thuộc hội thánh tinh lành đấng Chris Tây Nguyên, bị Tòa án tỉnh Phú Yên tuyên án 4 năm 6 tháng tù. Về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 7 tháng 2, ông Danh Minh Quang bị tòa án huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam. Ngày 20 tháng 3, tòa án huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh tuyên án 4 năm tù đối với ông Thạch Cương và 3 năm 6 tháng tù đối với ông Tô Hoàng Trương. Cả ba ông này đều bị buộc tội giống ông Nay Y Bang theo điều 331. Theo BBC, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định đây là những bản án bất công và lần nữa yêu cầu Việt Nam trả tự do cho những nhà hoạt động này. Trước đó, trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu quan ngại về vấn đề nhân quyền. Ông Biden nói rằng: "Tôi cũng đã nêu tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và của người dân Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về lĩnh vực này." Tuy nhiên, BBC cũng cho biết các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng ông Biden đã không lên tiếng đủ mạnh cho nhân quyền tại Việt Nam và Ấn Độ vì phải ưu tiên cho mối quan hệ hợp tác chiến lược. Và đây là hình Tô Lâm hung thần được chế độ sử dụng để đàn áp nhân quyền. BBC dẫn lời bà Caroline Nass, giám đốc tổ chức ân xá quốc tế tại châu Á, nói với một hãng tin quốc tế rằng chính quyền Biden rõ ràng đang gạt nhân quyền sang một bên để thúc đẩy quan hệ đối tác với các chính phủ mà họ coi là quan trọng về mặt chiến lược, đồng thời gửi đi thông điệp rằng Mỹ sẵn sàng dung thứ cho những hành vi xâm phạm nhân quyền trắng trợn. BBC cho biết thêm, Ngoài những bản án được đề cập trong thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Việt Nam đã khởi tố, bắt giữ nhiều nhà hoạt động trong thời gian gần đây. Động thái này bị các nhóm hoạt động lên án là hành vi đàn áp nhân quyền và diễn ra trong bối cảnh một chỉ thị mật của đảng bị rò rỉ, cho thấy đảng sẽ mạnh tay với các hành động đối kháng. Theo đó, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ba người chỉ trích nổi tiếng chỉ vài ngày sau khi tuyên bố ứng cử vào nhiệm kỳ tiếp trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong khoảng thời gian cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2024. Cụ thể, công an Việt Nam đã bắt giữ blogger Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình vào ngày 29 tháng 2. Sau đó, họ đã bắt giữ Hoàng Việt Khánh vào ngày 1 tháng 3. Cả ba người đều bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117. BBC dẫn tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cho biết, Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 163 tù nhân chính trị. Chính phủ Việt Nam cần chấm dứt việc đàn áp các blogger, các nhà vận động nhân quyền và các nhà hoạt động, đồng thời trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ vì thực thi các quyền dân sự và chính trị cơ bản của họ, tổ chức theo dõi nhân quyền lên tiếng trong một báo cáo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Bộ ngoại giao Mỹ lên tiếng về các bản án bất công dành cho các nhà hoạt động Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.